Nếu các bạn đi học tiếng Anh là các bạn sẽ thấy là cứ mỗi level người ta lại lấy tiền của bạn một lần. Ví dụ bạn học từ level 1 cho tới level 4 đi, thì người ta sẽ lấy tiền của bạn 4 lần. Hoặc là nếu bạn học IELTS thì cứ nửa chấm là người ta lấy tiền của bạn một lần. Cái này mình thấy nó là một cái nghịch lý ha các bạn. Ba mẹ vất vả cày cuốc rồi đóng tiền cho con học, mà lúc nào con cũng phải đóng tiền học hoài mà nó không tiến bộ gì hết. Thì bây giờ có cái cách nào không? Có cái cách nào mà để cho không cần phải đóng nhiều lần mà chỉ cần đóng một lần không? Có cái trung tâm nào tồn tại như vậy trên cuộc đời này không? Thì các bạn thử nghĩ đi, những cái trung tâm ví dụ lớn như là British Council hay là Asset của IDB thì nó lấy tiền rất là cao các bạn. Những trung tâm càng uy tín là lấy tiền rất là cao. Giáo viên ở trong đó thì chắc chắn là có chất lượng rồi, nhưng mà cái vấn đề câu hỏi đặt ra là bạn nào học trong đó về mà có kết quả cho mình biết. Thì cái vấn đề là bao nhiêu phần trăm sinh viên đạt kết quả. À, cái đó nó có điều quan trọng ha các bạn ha. Ở những cái trung tâm mà soàn soàn hạng trung thì nó cũng lấy khoảng mười mấy triệu, soàn nữa, bình thường nữa là cũng 10 triệu. Rồi các bạn cứ tính đi, cứ 10 triệu nhân cho 4 lần, 5 lần lên. Rồi hai mươi mấy triệu nhân cho 5 lần lên, 4 lần lên là cũng ra cả trăm triệu để học tiếng Anh thôi các bạn. Cái đó là ở Việt Nam ha. Đi qua bên Úc này á, là mỗi tuần bạn phải tốn hết 400, trên dưới 400 đô một tuần để bạn học tiếng Anh. Thì nếu mà level của bạn mà 5 chấm mà muốn lên 6 chấm thì bạn phải học khoảng chừng đâu là 4 tháng, 5 tháng tiếng Anh. Thì nó như thế nào các bạn? Cứ 4, 5 tháng đó bạn nhân lên đi, nhân cho bao nhiêu tuần. Và cái nhân mỗi tuần 400 đô thì bây giờ cái số tiền nó lên nó khủng khiếp quá. Mình không dám tính nữa. Mình cứ tính một tháng 4 tuần thôi. 4 nhân cho lại 5 là ra 20. 20 tuần. Một tuần 400 đô nhân 20 tuần là bạn sẽ ra cái số tiền là 8.000 đô. Các bạn thấy nó khủng khiếp không? Có những bạn mình biết qua bên này học tiếng Anh nguyên 1 năm luôn mà kết quả cũng không đi đến đâu hết. Thì vậy bây giờ có cái cách nào chỉ cần đóng tiền học một lần không mà các bạn nó có thể học đi học lại? Mình ví dụ nha, các bạn nó có thể học từ level coi như là không biết gì đi đến level 3 thôi, hoặc là level 4, để các bạn nó đủ đi qua bên này để các bạn đi lao động. Khi lao động xong rồi bạn thấy bên Úc này hay quá, bạn muốn ở lại để bạn đi học, à bạn học cho lên level 5. Level 5 thì bạn nói muốn học cao lên thì bạn cần lên level 6, level 7. Nó dạy luôn tới 6, 7 luôn. 6, 7 rồi bạn thấy à cái ngành mình học mình cũng có định hướng định cư làm sao để cho nó lên level 7 hoặc là level 8. Có cái trung tâm nào trên đời này mà nó có thể dạy từ dưới lên trên như vậy không? Đóng tiền chỉ cần một lần thôi mà nó theo các bạn cả đời luôn. Có không các bạn? Lát nữa cuối video mình sẽ cho các bạn biết ha. Tiếp tục mình sẽ phản ánh một số vấn đề nó nhức nhối cho giới phụ huynh và nhức nhối cho các em học sinh. Những cái vô lý đó cần phải được bắt bỏ ngay lập tức. Và những cái ảo giác, ảo mộng về những cái sự thời thượng của IELTS lập tức phải được bỏ ra ngay lập tức các bạn. Không phải ai có bằng IELTS cao là sành điệu, là coi như là hàng hiệu và giống như là sang chảnh. Lấy cái đó là một cái thước đo cho cái sự đánh giá của một cái thế hệ trẻ. Ai là có được cái bằng IELTS 8.9 chấm là những người đó sành điệu. Chưa chắc nha các bạn, đi nước ngoài là bạn sẽ hiểu. Mình ở rất là nhiều năm ở nước ngoài, mình thấy như vậy. Khi bạn đi thi IELTS thì bạn sẽ thấy có vấn đề ở đây á, là bạn đi thi xong bạn đợi thời gian rất là lâu, 13 ngày, 14 ngày à, kết quả ra, mình nói thật với các bạn luôn, nhiều bạn chỉ muốn xé cái bảng điểm thôi. Tại sao tôi xứng đáng được nhận cao hơn, tại sao nó chấm tôi như vậy? Tâm trạng của các bạn buồn bực, 13 ngày đợi mong rồi cả quá trình bạn học. Thì mình không muốn nói là các bạn học như thế nào, thái độ của bạn như thế nào, bỏ qua mấy chuyện đó qua đi ha. Giờ mình chỉ nói tới một cái vấn đề là cái thời gian bạn chờ đợi quá lâu và nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của các bạn. Có cái kỳ thi nào nó ra kết quả liền ngay trong ngày không? Và tối đa nó cho mình 2-3 ngày thôi là nó có kết quả được rồi. Xin thưa các bạn, có cái kỳ thi tên là PTA để cho các bạn giải quyết cái vấn đề mà lâu ngày như thế này. Rồi tất nhiên là mình muốn các bạn đậu hết á, nhưng mà chẳng may bạn không đậu thì sao? Kỳ thi này có những bạn học viên của mình sáng đi thi, chiều biết kết quả, có khi đi thi 3 giờ chiều xong, 5 giờ chiều có kết quả. Thi bữa trước, bữa sau có kết quả liền. Ôi, các bạn có kết quả rất là nhanh. Nếu mà bạn đậu, bạn mừng, bạn vui. Nếu mà bạn không đậu, thì lập tức bắt tay vào học lại ngay lập tức. Cái này cực kỳ tuyệt vời luôn nha các bạn. Và nhiều bạn sẽ hỏi là à, vậy cái kỳ thi này có uy tín bằng cái kỳ thi IELTS của các bạn không? Xin thưa, nó không thua gì IELTS của các bạn hết. Kẻ 8 lạng người nửa cân, hoặc một cái 49, một cái 50 thôi, không có nào thua cái nào hết các bạn. Kỳ thi PT nó được công nhận ở Úc, tất cả các trường. Và bên Anh nó công nhận và Mỹ bắt đầu công nhận rồi các bạn. Tại Anh là cái nước xuất phát từ tiếng Anh thì nó công nhận rồi, thì mấy nước khác cũng phải công nhận theo chứ sao giờ. Cái PTE này nó có cái gì hay? Bây giờ mình sẽ nói với các bạn này, nó có nhiều cái hay lắm nha. Tại vì do là các bạn không biết thôi, cái thị trường á, nó educate các bạn, nó giáo dục các bạn, nó định hướng các bạn sai rồi. Nó định hướng các bạn để các bạn hướng về IELTS để làm mập cho những cái trung tâm IELTS.
mà nó làm mập cho những cái trung tâm mà nó dạy, rồi nó sành điệu hóa cái việc IELTS, nó thương mại hóa cái kỳ thi, nó làm giống như thần thánh hóa lên, vẽ ra những bức tranh tuyệt vời để cho các bạn học, các bạn đâm đầu vào để các bạn tốn tiền, tốn sức, tốn năng lượng, tốn cả tuổi trẻ của các bạn nữa. Có nhiều người tốn cả chục năm luôn á để mà chinh phục một cái kỳ thi đó thôi, để cho mình thấy là mình sành điệu. Mà khi các bạn học xong rồi, tâm lý của các bạn là uất ức, tâm lý của các bạn là căm phẫn, tâm lý của các bạn là tôi không chinh phục được nó, rồi các bạn đâm ra các bạn sống một cách tiêu cực. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái kỳ thi này, PTE này, nó có cái điều cực kỳ hay, hay hơn cái kỳ thi IELTS của các bạn rất là nhiều. Nó không có người chấm ở đây các bạn, không có cái ông giám khảo, có cái bà giám khảo nào ngồi đó mà cái mặt mình thấy nó không ưa cái mặt mấy người giám khảo đó luôn. Để làm gì? Để chấm các bạn. Lỡ người đó bữa đó người ta không có vui sao, lỡ đói bụng rồi sao, tâm lý con người mà, lỡ bữa đó bị chồng la hoặc là bị vợ la rồi sao đó, sao các bạn, rồi chấm các bạn điểm không vui, rồi chấm bạn điểm thấp hả? Rồi văn viết của các bạn nữa, bạn viết mà người ta không thích cách văn viết của các bạn. Tất nhiên mình nói là nó sẽ có những cái gọi là cái gì, có những cái gọi là theo chuẩn, có 4 năm gì cái chuẩn để mà đánh giá, mình cũng chẳng nhớ mấy cái đó đâu. Nhưng mà cái vấn đề là cái gì các bạn? Con người, đụng tay con người vô là có cảm tính à. Chắc chắn không nhiều cũng ít có cảm tính, không có thể nào mà người ta nói. Và các bạn thử nghĩ coi, con người đâu phải cái máy, nó cũng biết mệt chứ. Bây giờ bạn chấm 10 bài, tới bài số 11 là thấy mệt rồi đó. Không có vui khi mà chấm bài đâu nha. Nguyên cả ngày bắt ngồi, tôi ngồi nghe mấy cái thằng mà nó nói, hoặc mấy đứa mà nó nói đi thi, tao cũng thấy mệt rồi nha, để cho tao nghỉ ngơi nha. Tâm lý của mấy người chấm như vậy, không có người nào mà khùng nữa. Họ chỉ vì cái tiền thôi các bạn. Đừng nói họ thương yêu gì các bạn hết á. Họ làm như vậy chỉ vì tiền thôi. Họ làm giáo viên vậy chỉ để được nhận tiền thôi. Nói thẳng ra như vậy để cho các bạn hiểu. Họ cũng là con người cho các bạn thôi. Ngồi nghe các bạn nói hoài chán. Mình nói chán đến nỗi vờ lờ luôn á. Đó, vậy cho các bạn dễ hiểu à. Ngồi nghe mấy đứa vô nó phát mệt à. Vậy thì có kỳ thi nào mà đừng có đụng con người vô không? Xin thưa có. PTE các bạn, không có người nào dính dáng ở đây hết á. Toàn là máy không. Bạn thi xong máy chấm. Máy chấm thì nó công tư phân minh các bạn. Nó không có đụng chạm gì tới các bạn á. Nó cũng không có vui, không có buồn. Nó không cần, nó không có đói bụng. Nó cũng không có sợ vợ nó. Nó cũng không có sợ chồng nó. Nó không có sợ ở ngoài đường thì sao rồi. Nó không có đói bụng, nó không khát nước. Nó máy chấm, nó vô tư lắm. Thì tại sao mà các bạn nên chuyển qua? Các bạn chuyển qua tại có nhiều cái điểm lợi quá mà. Nó cũng đạt được cái mục đích của các bạn. Đạt được cái mục đích cuối cùng của các bạn là định cư Úc, hoặc là bạn đi du học, hoặc là bạn xin học bổng, hoặc là bạn đi qua đây bạn làm việc để bạn kiếm tiền. Đó, bạn muốn cái gì nó cũng đáp ứng được các bạn hết. Và đi Anh cũng chấp nhận, đi Mỹ cũng chấp nhận rồi. Vậy còn muốn gì nữa các bạn? Còn gì nó hay hơn cái IELTS nữa không? Còn nhiều lắm các bạn. Bây giờ có cách nào mà tôi thi thử mà tôi tốn ít tiền thôi. Tôi thi thử xong phải có cái người nào đó chấm cho tôi, có cái người nào đó kiểm tra cho tôi, có cái người nào đó review cho tôi để tôi biết được cái level của tôi là như thế nào. Ví dụ target của tôi là 7. Tôi phải nhắm là, nếu mà tôi nhắm 7, dễ nghi tôi rớt quá, tôi còn cái 6 à. Nhưng mà giờ tôi, target của tôi, cái mục đích của tôi 7, tôi sẽ nhắm lên 8. Tôi nhắm 8, tôi bắt thầy tôi dạy cho tôi tới 8. Khi mà thầy tôi nói, khi mà tôi làm bài thử, bạn làm y chang mô hình thi thiệt luôn. Bạn ngồi trên máy tính, cũng có đeo micro vô, đeo tai nghe vô, rồi đánh máy vi tính. Từ A đến Z, y chang thi thiệt hết, y chang luôn, 100% giống luôn. 100% mô phỏng mô hình đi thi thiệt. Và cái platform này á, cái hệ thống này á, ra kết quả ngay lập tức cho các bạn luôn. Rồi sau đó những giáo viên á, có những giáo viên người ta sẽ nhìn lại, coi lại, lấy cái bài của bạn làm ra, rồi review với các bạn từng phần nhỏ, chỉ cho bạn cái này là yếu điểm này, cái này em làm sai, cái này em sửa. Khi bạn hiểu rồi á, ngồi với bạn cũng cả tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng ấy, để sửa cho các bạn từ từ. Rồi kêu bạn đi về để làm gì? Sửa lại, luyện lại mấy cái phần đó. Cái phần này em yếu nè, luyện lại đi, rồi xong em làm thì thử thêm một lần nữa, rồi tiếp tục giáo viên cũng coi luôn, điểm ra trung bình là được mấy, được 75 chưa, hoặc là được 80 chưa. Nếu mà chưa được 80, cứ về nhà ôn lại lần nữa. Thì trong khi về nhà bạn ôn, bạn có thể tự làm, rồi bạn coi điểm của bạn, rồi bạn hiểu được cái điểm yếu điểm mạnh của bạn. Rồi ok, làm test thêm một lần thứ ba, thi thử lần thứ ba, nếu đạt 80 hoặc là trên 80, sẵn sàng rồi đó, vô chiến đấu. Quá tốt luôn các bạn, 3 lần thi để cho các bạn chắc chắn là bạn đạt được target, đạt được cái mục đích của các bạn, được cái mục tiêu của các bạn. Thì bạn thấy không, cái hệ thống này nó quá tuyệt vời rồi. Nó không có gì mà nó hạn chế cái khả năng của các bạn được. Nó không có nào nó kiềm chế được cái khả năng của các bạn được. Và nó giúp các bạn đi đến đích rất là nhanh chóng. Mà bạn biết được cái hệ thống này các bạn, cái hệ thống, cái platform này đó, cái kết quả của nó đó, so với cái kỳ thi thật, nó là 1 9 1 10 luôn. Đã test, đã nhiều người kiểm tra rồi, vài ngàn người thi thử rồi, các bạn thấy được cái kết quả như vậy. Đó là cái mà mình nói các bạn đó. Để các bạn đừng có tốn tiền, tốn thời gian, tốn công sức và tốn cả tuổi trẻ của các bạn, ba mẹ các bạn đổ mồ hôi sôi nước mắt, rồi có máu ở trong đó, nên làm ăn rất là thương trường ở ngoài kia rất là khó khăn, ba mẹ đi làm công nữa thì càng cực khổ. Tại sao mà các bạn cứ đâm đầu vào cái một cái kỳ thi mà
nó chỉ là cái kiểm tra năng lực tiếng Anh của các bạn thôi, mà các bạn thần thánh hóa nó lên, sành điệu hóa nó lên, để cuối cùng là các bạn bỏ mất cái tuổi trẻ của các bạn. Các bạn thấy nó có đáng không các bạn? Mà trong khi đó có những cái cách khác, những con đường khác đi nhẹ nhàng hơn, dễ hơn, nhẹ nhàng đến đích. Nếu các bạn muốn mình giúp các bạn á, thì các bạn hãy vào Michael PTE để làm gì? Để các bạn nhận được những cái sự chăm sóc từ những cái người mà đã từng đạt được tương đương với trình độ IELTS 9 chấm. Các bạn muốn những người đó tư vấn cho các bạn không? Và những người đó người ta chỉ cần 3 năm thôi, người ta đã định cư lại nước Úc rồi, mà những người đó chỉ có mới 21 tuổi thôi các bạn. Có những thế hệ Việt Nam giỏi như vậy á, rồi có những cái thế hệ Việt Nam không có coi trọng bằng cấp. Có những thế hệ Việt Nam là làm cho ra làm chứ không phải là làm vì bằng cấp. Và có những thế hệ Việt Nam học để mà ra học chứ không phải học để mà bằng cấp, không phải để đi khoe mẽ, để không phải là khoe cái bằng để được cái gì hết các bạn. Có những cái thế hệ Việt Nam như vậy, thế hệ trẻ của Việt Nam phải như vậy các bạn. Và các bạn muốn những các bạn đó tư vấn cho các bạn, mình nhắc lại một lần nữa, các bạn hãy vào cái fanpage để các bạn tiếp xúc với những người như vậy, để cuộc đời của bạn bước qua một cái trang mới. Xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.